Vâng, có thể nói tất cả các sự kiện lớn nhỏ của Tuyên Quang không thể thiếu được chính là câu lạc bộ Zumba Anh Đức. Và nếu như quý vị muốn con nhỏ của mình có thể học nhảy, vâng ạ, xin mời quý vị khán giả chúng ta thể lùi lại giúp cho. Vâng, rất mong quý vị lùi lại giúp một vài bước ạ, để các bạn nhỏ có thể, các cụ công có thể có sức rộng hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.